Xin chào anh em, chúc anh em một buổi tối có nhiều kiến thức hay ho và giải quyết được nhiều cái thắc mắc của máy nông nghiệp. Và thưa anh em, cũng như thường lệ 6 giờ 8 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần, mình sẽ phát trực tiếp và giới thiệu với anh em những cái cách, những cái kinh nghiệm sửa chữa máy, cũng như là giải quyết những cái câu hỏi của anh em, những cái thắc mắc của anh em khi mà chúng ta dùng máy và chúng ta gặp phải những cái lỗi mà thường gặp trên máy nông nghiệp. Và thưa anh em, với một cái sự chân thành của những câu trả lời của Mạnh, không có bất cứ một cái kè cắm hay là giấu nghề gì cả, thì Mạnh hy vọng rằng những cái tư vấn của Mạnh sẽ giúp cho anh em hiểu biết cái máy nhiều hơn và làm chủ cho cái hệ thống kỹ thuật của máy của anh em, để làm chủ cái việc chỉnh sửa, rồi chúng ta điều chỉnh trước khi mà nó xảy ra lỗi, thì chúng ta sẽ có một cái máy làm ăn xuôi sẻ. Và chúc anh em máy khỏe, người khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Thưa anh em, đầu video Mạnh xin phép giới thiệu với anh em một cái sản phẩm của KTM, đó là cái cảo hướng này. Đây, cái cảo của cái tay hướng, càng hướng. Thưa anh em, cảo có càng hướng là nó như thế này đây. Đây ạ. Đây, sau khi mà chúng ta lắp vào thì viết cái con ốc này xuống. Đây. Viết cái con ốc này xuống, nó tì xuống. Sau khi tì xuống rồi thì chúng ta sẽ vặn cái bu lông này. Vặn cái bu lông đẩy vào thì nó sẽ rút cái cảo ra và nó sẽ rút cái càng hướng ra. Và cái càng hướng này thì sẽ có những cái càng mà nhẹ nhàng là nó ra, còn có những cái càng là nó rất là chắc. Những cái càng nó rất là chắc. Và thưa anh em, là hai loại càng hướng thì đều được cảo bằng một cái cảo này thôi. Đây thưa anh em, một cái cảo này sẽ cảo cả hai loại càng hướng như thế này. Đây, cảo cả hai cái này luôn. Đó. Và nó bằng cái Mạnh làm bằng cái chốt này, chốt bằng thép cứng inox. Đây, cái chốt này bằng thép cứng inox để cho anh em móc vào cái vị trí của cái lỗ trên thân của cái càng hướng này để vam nó ra. Và cái chiều dày của cái cáo là Mạnh đã tăng lên rất là nhiều qua thời gian, qua các cái lần cải tiến cũng như là qua các cái lần thử nghiệm và làm. Thật sự thì Mạnh đã tăng cái kích thước của cái cáo này lên rất là dày. Đây, kích thước này dày hơn 2 phân. Đây, và rất là sát với các cái kích thước của cái ngàm này, của cái vam này, của cái càng cua này. Đây, sát khít khịt luôn để cho nó tăng cái độ cứng. Và kể cả cái gen này cũng làm nó dày hơn. Thì hy vọng rằng những cái sản phẩm như thế này sẽ giúp cho anh em sẽ cáo được những cái khó khăn nhất để chúng ta thay một cái phớt của cái càng cua trên máy gặt DC70. Và đây là cái phớt của cái càng cua đấy. Đây, đây anh em, đây là phớt của máy gặt DC, càng cua của máy gặt DC70, phớt loại chính hãng. Bây giờ nó như thế này đây. Và cái phớt này thì nó cũng rất là rẻ tiền thôi, nhưng mà nó gây phiền phức cho anh em là nó hay bị nhanh bị hỏng, nó nhanh bị mòn cái lợi, nên là nó sẽ dí nhớt ở cái càng hướng. Đây, phớt này có mấy chục nghìn thôi, thì anh em có thể mua cái cáo này cộng với cái phớt này. Đây anh em, cái cáo cộng với cái phớt này cùng một đơn thì Mạnh sẽ miễn phí vận chuyển cho anh em. Và cái giá của cái cáo này là 450.000 đã bao gồm phí vận chuyển, cộng với cái phớt này là Mạnh sẽ miễn phí cái phớt này cho anh em luôn. Cái phớt chính hãng nhá, chính hãng của Kuta. Đấy, nếu anh em cần thì Mạnh sẽ miễn phí cho anh em một cái, còn tính tiền một cái. Bởi vì là các cái giá thành thì Mạnh cũng cái giá thành này cũng rất là sát với cái giá gia công, nên là Mạnh chỉ có thể miễn phí cho anh em một cái phớt thôi. Và tính thêm một cái phớt đâu đó khoảng 40.000 một cái.
ba mấy bốn bốn mươi nghìn, ba mấy bốn nghìn cái phớt, thì anh em có thể truy cập vào website kỹ thuật máy.vn hoặc là phụ tùng cuota.vn để đặt hàng cái cáo này, hoặc có thể gọi nhắn tin hoặc là để lại số điện thoại trong cái bình luận này, hoặc là nhắn tin cho Mạnh qua số điện thoại 0904 987 558 hoặc 0398 490986, nhắn tin Zalo hoặc là nhắn tin thông thường cho Mạnh để đặt hàng cái cáo này. Bởi vì giá và số lượng có hạn nên là anh em nào đặt trước sẽ ưu tiên gửi trước. Thì các loại càng cua cứng đầu, thì ngoài cái cáo này Mạnh có mặt bích nhớt, mặt bích nhớt cho máy cày máy kéo, là đầy đủ các loại máy móc. Và thưa anh em là máy kéo 3218 4018 3408 4508 5018 và các dòng máy L1 L1 xài cơ, là Mạnh có các cái mặt bích này phù hợp. Thông một tin rất là vui cho anh em là đối với những anh em dùng máy L1 xài cơ là Mạnh có cái mặt bích phù hợp cho những cái dòng máy đấy, để anh em có thể lấy nhớt từ hộp rùa để lắp cho van thủy lực bên ủi hoặc bên nghiêng, hoặc là tăng đơ giữa, hoặc là một cái việc gì đó dùng cho xi lanh, dùng cứ dùng xi lanh thủy lực là sẽ dùng cái mặt bích để lấy nhớt được. Và thưa anh em là ngoài máy Kuta thì máy Janma là Mạnh cũng có những cái hệ thống combo các cái co gen phù hợp với máy Janma và các cái chi tiết để có thể làm khóa rồi ngăn đường dầu để có thể lấy nhớt qua van thủy lực để lắp các cái ben nghiêng, ben ủi hoặc là xi lanh cho máy Janma. Janma 351 357 494 514 là Mạnh có đầy đủ. Và ngoài ra thì đối với máy Zodia thì có những cái loại co gen, co cút nối nhanh thế này, phù hợp với cái cổng chờ trên máy Zodia. Thì anh em nếu như quan tâm thì có thể vào website kỹ thuật máy.vn để đặt hàng, xem giá, đặt hàng những cái sản phẩm như thế này, hoặc vào phụ tùng cuota.vn. Hy vọng là những sản phẩm này sẽ làm cho anh em có được một cái máy mà hiệu quả hơn và làm được nhiều việc hơn, cũng như là sử dụng chiếc máy nó được nhiều thời gian, nó công năng nó nhiều hơn để tạo cái thu nhập cho anh em tốt hơn. Bởi vì chúng ta mà cứ dùng được cái máy nó hiệu quả, nó toàn thời gian cũng như là không không bị nghỉ mùa, có nghĩa là chúng ta làm một cái máy mà máy kéo mà nó có nhiều công năng ấy, thì chúng ta sẽ thu hoạch được với cái sản xuất được nhiều thứ hơn, như là cung cấp được nhiều dịch vụ hơn cho bà con thì sẽ thu nhập được tốt hơn. Đó là cái thực tế mà chúng ta thấy. Và ngoài ra thì cái đồng hồ nhiệt là một sản phẩm mà KTM đã bán cho anh em hàng nghìn, hàng nghìn cái, hơn cả nghìn cái rồi. Thì nay Mạnh cũng xin phép thông báo với anh em là những anh em nào mà đang dùng đồng hồ nhiệt của KTM, gần 2.000 anh em, gần 2.000 đồng hồ nhiệt của KTM đã gửi đến anh em rồi, thì gần 2.000 đồng hồ đấy. Mà nếu anh em nào mà có cái tình trạng mà đồng hồ nó cái bóng đèn ấy, trên đồng hồ nó không sáng, thì hãy liên hệ với anh em kỹ thuật máy KTM bằng các cái số điện thoại trên web kỹ thuật máy, web phụ tùng cuta.vn, hoặc là liên hệ với Mạnh để nhận cái một cái linh kiện cũng như là một cái bóng đèn cải tiến của cái đồng hồ đấy, miễn, hoàn toàn miễn phí nhé. Mạnh sẽ gửi cho anh em một cái chi tiết này, cái này là bao gồm một cái con điện trở ở trong đây để cắm vào giữa hai cái dây của cái đồng hồ, và gửi luôn cho anh em một cái bóng đèn để chúng ta dùng cái bóng đèn đấy và kết hợp với cái chi tiết này sẽ làm cho cái đồng hồ, bóng đèn đồng hồ nó được bền lâu hơn, và nó sáng để chúng ta chạy đêm chúng ta nhìn thấy cái đồng hồ nó phát sáng. Và thưa anh em là rất cảm ơn anh em đã sử dụng những cái sản phẩm của Mạnh, của KTM để làm cho cái máy nó hoạt động yên tâm hơn và kiểm soát được nhiệt, đặc biệt là đồng hồ. Thì đã gần 2.000 anh em dùng cái đồng hồ này rồi, thì anh em hãy liên hệ với Mạnh để
để Mạnh gửi cho anh em cái này hoàn toàn miễn phí nhá, không 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 có phí đâu, bởi vì là cái này là cái cải tiến để cái bóng đèn nó bền hơn. Và thưa anh em là rất nhiều anh em thì bóng đèn nó vẫn còn sáng, mua cả năm 2 năm nay bóng đèn vẫn sáng, nhưng rất nhiều anh em lại bị lỗi là bóng đèn nó cháy nhanh, nó đứt nhanh. Bởi vì Mạnh nhìn sau khi nghiên cứu thì Mạnh thấy cái máy của chúng ta nó phát ra cái dòng điện nó hơi cao so với quy chuẩn của cái bóng đèn, nên là nó làm cho cái bóng đèn nó bị quá quá áp, quá cái công suất, thế là nó không được bền lắm. Thế chính vì thế nên là Mạnh thêm một cái chi tiết, một cái con trở này vào rất là nhanh thôi, anh em cắm giữa hai cái rắc, không phải nối điện đây, rắc nó đã có sẵn rồi thế này đấy, Mạnh đã làm sẵn thế này, chỉ cắm cắm vào xong cắm bóng đèn vào là xong, theo hướng dẫn của Mạnh, của một cái video của Mạnh đăng trên kênh kỹ thuật máy KTM, để anh em có thể giải quyết được cái vấn đề là cái bóng đèn là nó không chịu sáng, nó vẫn đo nhiệt được bình thường nhưng nó không chịu sáng. Cái bóng đèn của bạn, cái đồng hồ nhiệt của Mạnh thì thưa anh em là nó có hai cái mà anh em cần lưu ý. Một là nó cái chân này, thi thoảng cái chân này chạy lâu, nó cái chân điện này nó lỏng hoặc nó bị bẩn, đây cái chân điện này nó lỏng hoặc nó bị bẩn thì chúng ta vặn lại cái con ốc siết ở đây và cắm lại rắc là được. Thứ hai là cái bóng đèn nó không được bền so với kỳ vọng, thì Mạnh sẽ gửi cho anh em cái này hoàn toàn miễn phí nhé, và Mạnh sẽ xác định là kể cả gần 2.000 anh em mà yêu cầu gửi cái này thì Mạnh vẫn sẽ gửi hết 100% để anh em có cái sản phẩm KT10 hoạt động tốt và đặc biệt là đo nhiệt tốt chuẩn, nhìn thấy có bóng đèn, nhìn thấy ban đêm thì anh em sẽ khống chế được nhiệt của cái máy và cũng như là làm cho cái máy nó sùi soát, nó mát mẻ, thì nó sẽ tạo được cho anh em một cái sự yên tâm khi chạy máy và hiệu quả khi chạy máy, đó là mục đích cuối cùng của các cái sản phẩm của KTM. Nên là hy vọng là anh em nào mà mua đồng hồ của KTM mà vô tình xem được cái video này, hoặc là những anh em mà không chưa mua hoặc là không có cái đồng hồ KTM nhưng mà có những người bạn đang dùng đồng hồ KTM mà xem được video này, thì hãy hãy liên hệ lại với hệ thống của kỹ thuật máy KTM để nhận được những cái linh kiện này hoàn toàn miễn phí, để về giải quyết cái vấn đề cái bóng đèn nó không sáng ban đêm. Còn cái bóng đèn nó không sáng nhưng mà đồng hồ nó vẫn đo nhiệt bình thường. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ, đã sử dụng các cái sản phẩm của KTM. Và quay lại câu chuyện ngày hôm nay, thưa anh em là Mạnh sẽ trả lời tất cả các cái câu hỏi của anh em để một phần nào đó mong rằng giúp ích được anh em một chút hoặc là nhiều chút thì càng tốt. Và nếu anh em mà thấy các cái chia sẻ của Mạnh, của cá nhân Mạnh và kênh kỹ thuật máy KTM mà có tác dụng ấy, thì rất cảm ơn anh em và mong anh em cho Mạnh một like để động viên tinh thần cũng như là ủng hộ kênh kỹ thuật máy KTM ngày càng phát triển hơn. Và đó là cái like, đó là cái món ăn tinh thần của các cái người mà làm YouTube như Mạnh, chứ nó cũng không có tạo ra được những cái giá trị về thu nhập, nhưng mà nó là những cái tinh thần rất là cao và được YouTube đánh giá rất là cao. Thì những cái nút like của anh em là những lời động viên tinh thần giúp cho cái nội dung của cái kênh nó sẽ được hiệu quả hơn và hướng đến cái việc giúp anh em hiểu biết cái máy và trị bệnh cho cái máy tốt hơn. Rất là cảm ơn anh em. Cảm ơn rất nhiều anh em đã ngay và luôn là bấm like. À cái này xin lỗi anh em, mình chỉnh lại cái một tí vì nó đang bị hết pin, nó đang bị hết pin. Hết pin. Bạn này là bạn ấy hết pin nha.
Hư quá, đang chạy thì hết pin. À, đây rồi. Xin lỗi anh em một vài giây, mình sẽ chỉnh lại một chút. Mình chỉnh lại chút cái ông rời này tí. Ông hết pin thì nó quay liên tục, ông ấy xoay tứ phía tứ bề luôn. Rồi. Ok, cảm ơn anh em đã chờ đợi. Và thưa anh em là câu hỏi đầu tiên của xin chào ơi Hà Văn, xin chào ơi Hà Văn, một người rất là mới đã bình luận. Xin chào Tuấn Đoàn, Mạnh ơi cho mình hỏi tí được không? Được anh Tuấn Đoàn ơi, anh Tuấn Đoàn ơi và các anh em khác, là nếu như mà chúng ta có câu hỏi thì chúng ta viết một chập luôn, viết một chập luôn để tránh trường hợp là anh em viết thành chia thành hai ba cái bình luận thì những anh em khác cũng viết cùng một lúc là sẽ chèn vào, để đâm ra là cái câu hỏi của chúng ta nó sẽ không được liền mạch. Thì mạnh đề nghị là anh em viết một chập một hơi như vậy để cái câu hỏi nó chuẩn hơn, nó liền mạch hơn. Rồi xin chào sở thích của tôi, xin chào anh Chữ Nguyễn, cảm ơn anh Chữ Nguyễn rất là nhiều. Anh Trương Nguyễn là một người anh em cũng rất là yêu máy và hoạt động trên chia sẻ trên các cái phương tiện mạng xã hội rất là tốt, rất là nhiệt tình. Và thưa với anh em là anh Trương Nguyễn là một người có máy kéo Janma IM351357 và mua ở Janma Thanh Hóa. Và anh Trương Nguyễn dùng máy thì rất là phấn khởi, cũng như là cái hiệu quả của anh ấy cũng rất là tốt, nên là cảm ơn anh Trương Nguyễn đã tin tưởng và đầu tư máy tại Janma Thanh Hóa, cái nơi mà mình thường hay giới thiệu với anh em về các cái máy Janma và máy Janma và phụ tùng Janma thì bây giờ cũng rất là dễ mua dễ tìm, và có trên website phụ tùng janma.vn. Tất cả các chi tiết thì cũng giống như phụ tùng kuta.vn là gửi về tận nhà luôn. Rồi xin chào ABC, ABC. Xin chào New TV. Máy gặt em đang chạy thì nhảy sang số N anh ơi. Máy gặt mà nhảy sang số thì có thật sự là có quá nhiều máy bị như vậy. Và cái vấn đề của cái việc nhảy số ấy, nhảy số N ấy thì nó mạnh cũng đã nói đi nói lại rất là nhiều lần ở trên các buổi phát trực tiếp cũng như là các cái video, thì thưa anh em là nó tóm lại nó có mấy cái như thế này. Cái thứ nhất là bánh răng mòn, thứ hai là trục can lưu mòn, thứ ba là bi dơ dảo, thứ tư là cái càng cua nó kém, cái càng cua ấy, nó mòn, thứ năm là cái chốt càng cua yếu, thứ sáu là cái trục dẫn hướng càng cua nó lỏng, lỏng là lỏng cả ở cái chỗ càng cua và lỏng cả luôn ở chỗ cái chốt cái trục dẫn hướng càng cua nó cắm vào số, cái lỗ đấy cũng lỏng thì nó dơ dảo, nó lỏng thì nó làm lệch, cũng như nó không giữ được cái bánh răng ba tầng đúng cái vị trí nữa. Ngoài ra thì anh em mạnh có nhiều máy mạnh tháo ra ấy, mạnh tháo của anh em khi mà lắp ấy
thì mình thấy là anh em căn cứ nó lung tung, căn cứ không đúng vị trí của cái bánh, của cái ba cái bánh răng, từng H, từng L, từng M đối với DC 70 căn cứ nó không chuẩn, đâm ra nó bị xô lệch cái vị trí của cái tầng bánh răng trung gian dưới rồi. Thế là suy ra là khi mà chúng ta vào số thì nó không được khớp, không được khớp 100%. Đó, nó hơi lệch nên là nó sẽ rất là dễ khi mà nặng một cái nó nhảy ra. Nên là bạn vui lòng là tháo cái số, anh em mà tháo số của máy gặt được nhảy số thì kiểm tra 6 cái đấy. 6 cái thứ đấy. Thứ nhất là căn cứ cho chuẩn. Mình nói ngược lộn ngược nhá, căn cứ cho chuẩn là một. Thứ hai là trục dẫn hướng càng cua là phải chắc chắn, từ cái lỗ cho đến cái đường kính trục phải chắc chắn. Rồi thứ ba là cái càng cua là phải chuẩn, phải còn dày dày dặn, và chốt càng cua là phải chắc. Rồi vòng bi bánh răng, vòng bi là phải chuẩn nhá. Rồi trục can lia và bánh răng là phải còn ngon thì nó mới không nhảy số. 6 cái đó thì chúc cho bạn là xử lý cái số má nó nhảy nó ngon lành hơn, và đỡ phải tháo số, tháo đi tháo lại mấy cái lỗi đấy. Rồi xin chào ơi Hà Văn, cho em hỏi là máy Thái Lan với máy Việt Nam, máy gặt DC70 máy nào ngon hơn ạ? Bạn ơi, theo như thông tin từ hãng Kubota thì máy Thái và máy Việt là giống nhau, không có phân biệt cái nào ngon hơn cái nào, bởi vì là nó được xuất xứ từ nhà máy ở Thái Lan. Máy Việt thì có một vài điểm khác so với máy Thái, có một vài điểm khác so với máy Thái là nó có một vài chi tiết nó dành riêng cho để phù hợp cho cái môi trường của Việt Nam, đồng lúa Việt Nam. Máy Thái cũng có vài chi tiết nó phù hợp cho các môi trường của Thái Lan hoặc Campuchia. Thì nói một cách cho cùng thì nhiều anh em đánh giá là máy Thái hay hơn, nhiều anh em lại nói là máy Việt cũng lại hay hơn, nhưng mà sự thật là cũng do từng lô thôi, mình thấy là do từng lô. Cái sự không ổn định giữa các lô sản xuất là nó có sự rõ rệt, nên là nhiều khi có những anh em gặp phải cái lô máy Việt sản xuất ngon lành, nó ổn định thì nó vẫn ổn định, còn nhiều anh em lại gặp cái lô máy Thái ổn định hơn thì anh em nói là máy Thái ổn định, đâu đó nó cũng tương tương nhau. Nhưng mà mạnh thì mạnh cho rằng là hai cái máy Việt và máy Thái tất nhiên nó từ cùng một nguồn gốc xuất xứ, nhưng mà đâu đó thì làm cho cái thị trường Thái Lan thì người ta cũng sẽ đưa vào các cái chi tiết nó khác hơn, và đâu đó nó có ưu ái hơn. Mình thấy là như thế, mình thấy nó vài cái chi tiết thay đổi thì nó ưu ái hơn. Ví dụ một cái ví dụ đơn giản thế này, máy Việt sẽ cải tiến chậm hơn là máy Thái. Thái Lan thì đã ra cái sản phẩm đấy rồi nhưng mà Việt Nam thì chưa, đó là cái sự ưu ái. Ví dụ như ngày đầu tiên có cái bánh tăng của máy VN, máy DC70 VN đời 2014, 13, 14, 15, 16 đấy, thì lúc đấy cái bánh tăng đang còn là bánh tăng ba chạc đúng không ạ, bánh tăng giống ấy. Nhưng mà đến 16 vẫn thế, mà bên Thái Lan người ta đã có cái bánh tăng đặc rồi. Mãi sau thì đến lượt Việt Nam, hoặc là các cái tấm sàn rồi tay lắc dao rồi nóc vùng đập bằng inox, mọi thứ bên Thái người ta có rồi mà Việt Nam còn chưa có những cái mẫu máy đấy. Thế nên là mình nghĩ là nó ưu ái hơn, hoặc là vì là nhà máy ở bên Thái nên là bao giờ người ta cũng nghiên cứu để người ta cải tiến từ Thái Lan trở đi, nên là cuối cùng là anh em thường là mua được những cái máy từ Thái, người ta đã cải tiến hoặc là người ta thay đổi những cái chi tiết nó tốt hơn rồi, nên là thấy nó lại ngon hơn. Chính vì lý do như vậy nên là mọi người vẫn chuộng máy DC70 Thái hơn một phần, nó là như vậy. Ơi Hà Văn nhé. Và xin chào Diễn Phương, nay lại xoay tròn ác. Rồi xin chào, xoay tròn để cho anh biết, anh em biết những cái sản phẩm của KTM để đỡ phải giới thiệu. Xin chào Cường Vi Văn,
Máy cày em làm Mitsubishi 3201 cần tiến lùi bị hư khắc phục có khó không? Cần tiến lùi mà bị hư thì bạn phải nói là hư như thế nào, bị gãy hay là bị trượt hay là bị mắc cứng, thì bạn phải nói rõ cho mạnh thì mạnh mới có thể tư vấn cho bạn được. Nhưng mà nội dung ấy là để mà khắc phục được thì bạn phải lần theo cái thành gen của cần tiến lùi, cái thành điều khiển của cần tiến lùi đến mấy chỗ mà nó cắm vào hộp số, lắc lắc rồi xem cái trục ở trong cái cắm cái chỗ cắm vào hộp số nó còn hoạt động bình thường không. Nếu hoạt động bình thường thì chúng ta chỉ cần xử lý lại cái khớp nối cái thành điều khiển là xong. Còn nếu như nó không bình thường thì nó cứng ngắc, nó bó hoặc là nó lỏng lẻo vào số, nó không có cảm giác gì nữa. Thì kiểu gì chúng ta phải tháo số là nó bị càng cua ở bên trong rồi đó, ý là như vậy đấy. Rồi bạn xem kỹ xem nhé, xem là nó bị như thế nào. Rồi, xin chào từ Đặng, cho mình hỏi máy chạy mà bị hao nhớt có sao không? À, máy chạy mà bị hao nhớt thì anh phải xem máy còn khỏe không, rồi máy có hơi thừa, có khí thừa, có khói từ cái ống ống thở hay không, có nhớt từ ống thở hay không, có khói từ ống thở hay không, rồi rồi có khói ở ống xả hay không đó, rồi có khói màu gì. Thế thì thưa với bạn là máy mà hao nhớt thì nó có ba cái dạng hao nhớt. Một mà nghiêm trọng nhất đó là hao nhớt từ piston xi lanh, gọi là hao nhớt từ bộ hơi đấy, piston xi lanh xi lanh nó xước thì nó hao nhớt. Thứ hai, cái đó là quan trọng nhất, nặng nhất là xuống hơi. Thì thứ hai đó là hao nhớt từ các cái phớt kít, cái phớt supap xuống đó, hoặc là turbo đó. Thứ ba đó là hao nhớt từ cái phớt trục cơ đó, cái phớt trục cơ, rồi cái màng khắp nhớt trên cái màng chắn nhớt ở trên cái ống thở, trên cái nóc giàn cò nó chắn kém thì nó nhớt nó sẽ ra ngoài. Thế thì cái thứ ba thì dễ nhìn dễ thấy, nhìn là thấy thôi. Cái thứ hai thì nó cũng hơi nghiêm trọng, là chúng ta phải xử lý nó sâu một tí. Và cái thứ nhất là đó là hao nhớt qua cái xác măng piston nòng xi lanh thì là cái nặng nhất mà không ai muốn gặp và sợ phải gặp, bởi vì là kiểu gì cũng phải thay bóc máy phẫu thuật thì mới xử lý được nhé. Hy vọng là bạn chỉ loanh quanh ở cái thứ hai hoặc cái thứ ba thôi thì thay phớt là xong rồi. Xin chào máy cày dân dùng, cái cân kim bơm cao áp em mua ở đâu vậy? À, máy cày dân dùng ơi, cái cân kim bơm cao áp là em mua ở một cái cửa hàng, chuyên dụng cụ ô tô, dụng cụ sửa chữa ô tô động cơ. Thì anh chỉ cần lên mạng anh gõ là dụng cụ cân kim phun thôi là nó ra ngay. Cái đó đâu có khoảng 3 triệu, cái đó chỉ có khoảng 3 triệu thôi, 3 triệu bây giờ chắc là khoảng 3 triệu rưỡi rồi đấy. Rồi, xin chào Tuấn Hùng Nguyễn. Chào anh Mạnh, buổi tối vui vẻ. Anh Mạnh cho em hỏi, máy em bị dỉ nhớt ở chỗ bánh đà, em thay phớt rồi mà vẫn bị dỉ, anh cho em hỏi là do phớt hay mòn trục vậy? À, do phớt hay mòn trục thì bạn thay thì bạn bạn phải mày nghĩ là bạn phải kiểm tra kỹ. Thế nhưng mà cũng có nhiều nhiều trường hợp là cái phớt của bạn ấy là nó bạn đóng vào có thể nó không cân hoặc là ở trên cái trục nó có ngấn mà bạn không để ý. Nhưng mà thường là mày thấy là nó nếu có ngấn thì bạn sẽ nhìn thấy, nhưng mà nếu như trục cơ mà nó đã mòn, cái gối bạc trục cơ nó đã mòn, nó lệch rồi thì
máy nó cũng cũng rung, nó cũng gõ chứ không phải là không. Thế nên là bạn xem lại xem là bạn thay cái phớt đây, cái lợi phớt có tốt không, và bạn đóng nó có cân hay không. Đó thì phải kiểm tra kỹ cái trường hợp là phớt nó có cân hay không trước, để cho nó chắc ăn là liệu là nó có ảnh hưởng đến cái việc lắp ráp của chúng ta, nó làm cho cái tình trạng phớt nó không đạt hay không nhé. Rồi hy vọng là cái trục cơ của bạn nó sẽ đang còn cứng, nó đang còn ổn định. Cái trục cơ mà nó mòn thì mình nghĩ là bạn sẽ rất là tốn tiền, cũng như máy móc nó chạy nó cũng sẽ không ổn định đâu. Và xin chào sở thích của tôi. Anh ơi, máy em bữa nay sao sao ý, đi sới tầm 5 giờ kéo ben phải ga to mới lên, anh chỉ hỏi em xem bị sao. À, thế là nó đang đòi tiền của bạn rồi. Đi sới 5 tiếng mà kéo ben ga to mới lên, bạn phải kiểm tra ngay xem nhớt nó có nóng quá không, số nó có nóng quá không. Nếu như mà số mà nhớt nóng quá thì bạn cũng phải kiểm tra cái hệ thống van, cái hệ thống van cho hột rùa đấy của bạn có thể nó nghẹt, nó làm cho áp suất cao, nó xả áp không êm nữa rồi. Là thứ nhất. Thứ hai là bơm, phải nghe xem bơm có hú không, có hiện tượng hú không, hú to hơn bình thường hay không thì có thể là tắc lọc. Mà cái trường hợp mà cứ nặng chạy lâu nóng mà ga to mới lên thì một một là tắc lọc cũng tắc tương đối nặng đấy. Hai là tắc van. Ba là bơm bắt đầu yếu, báo hiệu bơm bắt đầu yếu. Hoặc là một cái trường hợp nữa là cũng là từ do van thôi, van nó mở kém, nó xả kém nên van nó xả kém nên là nó nóng nhớt. Từ cái việc nóng nhớt đâm ra là nó sẽ làm cái hệ thống thủy lực nó yếu đi, nó áp suất nó tụt xuống. Thì nóng thì mình kiểm tra được rồi. Tắc lọc thì nghe bơm là biết, hú là biết, và tắc van hay là do bơm thì phải cần mới biết được, phải cần van à, cần bơm cái lúc nóng mới biết được. Muốn biết chính xác do bơm do van thì là phải cân. Thế nhưng mà Mạnh có một cái cách, một cái kinh nghiệm cho bạn, đó là Mạnh thấy 80% các cái trường hợp của máy cày là thường là do van, nên là vừa rồi Mạnh mới nói là phải là từ này, lọc nhớt rồi xong rồi nhiệt, cho nên van sau cuối cùng mới nghĩ đến bơm, để tránh trường hợp là cứ thấy máy nó yếu yếu cái mình mua cái bơm mới về thì vẫn thế, tốn tiền oan bạn nhé. Và xin chào Lê Thị Hạnh. Mạnh cho em hỏi, đầu máy DC95 mở van hàng nhiệt ra có tốt hơn không anh? À, đầu máy DC95 mở van hàng nhiệt thì Mạnh giải thích thêm cho anh em là van hàng nhiệt ấy là cái van mà nó nằm ở giữa bơm, giữa đường ra của bơm và cắt nước. Bơm nó bơm lên thì nó phải qua cái van đấy nó mới sang đến đếp cắt nước đó. Cái van đấy người ta gọi là van hàng nhiệt. Van hàng nhiệt nó cái dạng giống như thế này đây, đây là cái van hàng nhiệt này. Cái van hàng nhiệt là nó như thế này đây đấy, đây là cái van hàng nhiệt. Rồi cái van hàng nhiệt này nó có hai loại, một loại cho cái động cơ phun gián tiếp thì nó thế này, và một loại cho động cơ phun trực tiếp thì nó dài hơn và nó có cái lốp bề ở phía dưới. Thế thì nhưng nguyên lý nó giống nhau, là cái công năng tác dụng của cái van hàng nhiệt này thì là ở trên đã các động cơ thì nó là giống nhau,
một tác dụng, đó là nó làm cho nhiệt của động cơ nóng nhanh lên, nóng nhanh lên đến 71 độ C, thật nhanh, nhanh nhất có thể. Có nghĩa động cơ của chúng ta khởi động lên mà có cái van hàng nhiệt này thì nó sẽ nóng rất nhanh, đến 71 độ C thì bắt đầu cái van hàng nhiệt này bắt đầu hoạt động, là nó mở cái cửa ra để cho bơm, nó bơm nước ra thoát nước. Thế chính vì thế nên nó mạnh, nó là nó nằm ở giữa đường ra của bơm và cái nước đấy, đường ra của bơm đến cái nước là nó nằm ở giữa. Thế thì đầu tiên khi chúng ta khởi động máy mà cái máy nó chưa nóng đến 71 độ thì cái van này nó vẫn đóng kín, nó vẫn đóng kín đường bơm, là bơm thế này, bơm từ dưới bơm lên thì nó vẫn đóng kín, kín bưng cái nắp lạ để cho cái bơm nó không bơm ra cái nước được. Không bơm ra cái nước được thì nghiễm nhiên nó cứ bơm loanh quanh trong động cơ, đúng không ạ? Bơm loanh quanh trong động cơ thì đâu có tác dụng làm mát đâu, vì là nước nó có được giải nhiệt đâu, đúng không ạ? Thế thì động cơ sẽ nóng lên. Đấy, động cơ nó nóng lên nhanh. Sau khi mà động cơ nó nóng lên nhanh rồi thì đến 71 độ C là cái van này bắt đầu nó giãn nở, nó mở ra thì bơm nó đầu nước nó mới chảy từ bơm nó qua cái nước để làm mát. Mát sau nó mới quay lại động cơ. Nước mát quay lại động cơ thì động cơ nó sẽ mát. Mình giải thích kỹ như vậy để cho anh em. Nhiều anh em là cứ nghĩ rằng cái cục này nó để làm mát động cơ. Cái cục này làm sao mà nó làm mát được động cơ? Nhiều khi anh em thấy là van hàng nhiệt, là van giải nhiệt, nhiều anh em lại để nói là cái van này là van giải nhiệt mới đau. Xong lại nhìn từ cái đó lại suy ra là giải nhiệt, tức là nó làm mát động cơ. Cái cục này mà nó làm mát được động cơ thì mày nghĩ là phải lắp một động cơ chục 10 cái thì động cơ chắc nó mát lạnh. Nhưng mà hoàn toàn sai. Cái cục này nó là cục làm nóng động cơ nhá, chứ không phải là làm mát. Thế thì từ cái việc là nó làm nóng động cơ, và anh em hiểu là nó ngăn nước bơm từ trong động cơ ra cái nước để làm mát, thì anh em chắc là nói đến đây anh em sẽ biết là câu trả lời của Mạnh là tháo ra của DC95, câu hỏi của bạn Hạnh, Lê Thị Hạnh là thế nào rồi, đúng không ạ? Tất nhiên làm bỏ van hàng nhiệt này ra thì cái nhiệt của máy DC95 nó sẽ, cái bơm ấy, đầu tiên là cái bơm nó sẽ bơm được nước từ đầu ra cái nước và bơm được tốt hơn, vì nó không có cái này nó đứng ở giữa, nó bơm tốt hơn thì nó cái nước nó làm mát tốt hơn, thì đương nhiên là cái máy nó sẽ mát hơn. Và thưa anh em là vậy thì mình nói đến đây sẽ có nhiều anh em nói là mạnh làm quá, gọi là người chạy để cầu nguyện chạy chiếc ô tô, người ta mất tiền người ta làm ra cái van hàng nhiệt này, người ta mất bao nhiêu là chất xám để phát minh ra cái van hàng nhiệt này, thế thì ông nói vứt đi, ông gọi là phản khoa học. Thì thưa anh em là đối với những cái máy mà nó già rồi mà nhiệt lúc nào nó cũng cao, nó cao quá đi, không có cái gì khống chế được nhiệt, thế thì thà bằng bỏ cái này đi cho cái máy nó mát còn hơn là cho cái này vào để máy nó quá nóng và nó quá nhiệt và nó bù. Thế thì cái này nói đi là cũng phải nói lại, tác dụng của nó là rất cao để tăng công suất động cơ và làm cho cái động cơ nó chạy ở cái nhiệt độ đẹp là từ 70 cho đến 95 độ C là rất đẹp. Thế nhưng mà vô tình thôi, mình nói vô tình thôi, cái thằng này nó chạy đều bằng nhiệt, nhiệt nó nóng thì cái cục trụ này nó giãn nở này và nó tự mở thôi, chứ nó chả ai điều khiển nữa. Nhiệt nóng nó bắt đầu nó giãn nở, giống như cái thủy ngân ấy, giống như cái nhiệt kế thủy ngân ấy, nó nóng nó giãn nở lên, chúng ta nhìn thấy nhiệt này. Cái này cũng giãn nở và nó đẩy cái van ra, đẩy mở cửa ra thôi. Thì cái này nó giúp cho động cơ nóng nhanh, thì động cơ nó sẽ hoạt động ở nhiệt độ 70 cho đến 95 độ C là nhiệt độ
rất là đẹp để hoạt động tốt. Chính vì thế nên là cái này nó sẽ nằm ở những cái máy mà có thể là hoạt động trong môi trường nó quá lạnh đi, chưa bao giờ nó lên được nhiệt độ cao, thì cái thằng này nó giúp cho động cơ nó nóng lên để động cơ nó được hoạt động ở cái nhiệt độ tốt nhất, tối ưu nhất. Chúng ta biết rồi, bùng đốt mà nó nóng thì đương nhiên là nó sẽ đốt cháy tốt hơn, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần thôi, đốt cháy tốt hơn và bôi trơn các thứ nó chuẩn hơn, chứ nguội quá thì nó cũng nhớt nhào mọi thứ, nó bôi trơn không tốt đâu, vì người ta đã thiết kế nhiệt độ đấy rồi. Thì thưa với anh em là máy giặt của chúng ta thì trời nắng thì lúa mới chín đúng không ạ, thì mới giặt, chứ mùa đông có ai đi giặt đâu. Thế thì máy của chúng ta chưa nổ nó đã lên đến 60 độ rồi. Nói chưa nổ hơi quá, nhưng mà mới nổ lên tí đã lên 60 độ, 70 độ rồi. Chúng ta mong nó ở 85, 90 độ chả được, đúng không ạ? Chính vì thế mới có phải đo bằng nhiệt độ, đo bằng đồng hồ nhiệt. Thì chúng ta mong nó ở cái nhiệt độ 85, 90 độ thì quá ngon rồi. Nhưng mà cái van hàng nhiệt này vô tình nó kẹt cái, nó không bơm được, vứt ra cái nước tốt, nó lên phát trăm hoặc trăm bốn, trăm hai là chúng ta chuẩn bị toang rồi. Thế chính vì thế nên là đối với máy giặt thì mình khuyến khích anh em là mở ra, nếu như mà chúng ta không còn cách gì để cho cái máy nó mát hơn thì chúng ta hạ sách là mở ra là cũng vẫn tốt. Nhưng đối với máy cày máy kéo, chúng ta làm cả năm, cả mùa lạnh lẫn như mùa nóng. Còn đối với anh em mà miền Nam thì lúc nào cũng nóng hết, thì mình nghĩ là nó cũng không nhất thiết là cần thiết lắm. Cái là cái nó nằm ở đây, nó nằm ở trong máy, đó là quy chuẩn của thế giới. Còn đối với anh em miền Bắc thì mùa đông thì đương nhiên là nên có cái van nhiệt này để cho cái máy nó nóng lên nhanh, thì nó hoạt động ở cái nhiệt độ tốt thì nó mới lâu bền được, và nó mới tạo cái hiệu suất cao, công suất nó mới tối đa, và cái hiệu suất sử dụng nhiên liệu nó mới tiết kiệm được anh em nhé. Và có thể tháo bạn Lê Thị Hạnh nhé. Rồi, xin chào Vĩnh Huỳnh. Rồi, mình sẽ cất cái van hàng nhiệt này đi. Xin chào Xuân Trường Hồ. Nguyên nhân nào làm nhanh hỏng cầu trước anh Mạnh? Câu hỏi này của anh bạn Xuân Trường Hồ là Mạnh cho rằng là một câu hỏi thật sự là rất hay, và đâu đó sẽ giúp ích được cho không những bạn Xuân Trường Hồ, rất nhiều anh em sẽ làm được cái cầu trước, khi mà dùng máy cày máy kéo sẽ có cái cầu trước bền hơn. Đó là bạn lại không hỏi là bạn lại không hỏi là cách xử lý cầu trước khi mà nó bị hỏng, hay là cách dùng cầu trước sao cho nó bền. Bạn lại hỏi là nguyên nhân làm nào làm nhanh hỏng cầu trước. Đó là một cái dạng câu hỏi mà rất là thông minh, mà anh cho rằng là một câu hỏi thông minh chứ đã, còn trả lời và ngu hay không là do người trả lời. Vì là phải có nguyên nhân, chúng ta biết được nguyên nhân thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng cái máy sẽ tốt, chứ còn chúng ta biết cách sửa thì chưa chắc chúng ta đã dùng cái máy tốt. Mày biết là như vậy, nhưng mà biết được nguyên nhân thì đương nhiên rồi. Vậy thì nguyên nhân nào làm hỏng cầu trước? Thưa anh em, thứ nhất là nhớt, thứ nhất là nhớt, thứ hai là lốp xe nha, vỏ xe bánh xe đấy. Đối với đây là mạnh đang nói với máy hai cầu, chứ máy một cầu thì cầu trước cũng quá đơn giản rồi, muốn nó hỏng nó không hỏng cho, còn anh em nào mà để cho nó hỏng thì sửa nó cũng không không khó, mạnh không nói đến nữa. Đó là máy hai cầu, cái thứ hai là lốp, và cái thứ ba là cách dùng. Thì mình xin phép anh em là chắc là nhiều anh em đang dùng máy cày nên mình nói kỹ hơn cái cầu trước này. Thì thứ nhất là nhớt, tại sao lại là nhớt trong khi anh em vẫn dùng nhớt bình thường? Thì thường là những anh em mà bị hỏng cầu trước nhanh là dùng nhớt quá đặc. Anh em có thể là đang dùng nhớt cầu 90 hoặc nhớt cầu 120 thì nó đặc quá, đặc quá nên là nó gây ra nóng cầu trước, và nó sẽ làm cho cầu trước nó hỏng nhanh.
anh em hãy nên dùng nhớt số hoặc là nhớt thủy lực, hai tác dụng là nhớt số hộp số thủy lực đấy, giống như cái nhớt hộp số ở anh em đang dùng đấy, hoặc là nhớt hộp số thủy lực, nhớt số. Thì anh em đừng sợ là cái nhớt có nó bôi trơn kém, không phải đâu. Cái nhớt mà có cái độ đậm đặc quá cao thì nó dùng trong cái môi trường, cái tốc độ chậm để nó bám dính trên bề mặt tốt hơn. Còn cái nhớt mà nó bắt đầu loãng dần đi thì tùy theo tốc độ cũng như là cái áp lực trên mỗi cái bánh răng, nó có nguyên có lý của nó cả đấy. Thì tốt nhất là chúng ta dùng nhớt số hoặc là nhớt thủy lực hai tác dụng. Thủy lực hai tác dụng là nhớt thủy lực cho số và cho thủy lực luôn đấy. Ví dụ như nhớt UDT của ta hoặc là nhớt số thủy lực Janma hoặc nhớt số thủy lực Zondia. Là thứ nhất đó là nhớt, và thứ hai là do lốp xe. Thưa anh em, do lốp xe đấy. Cái sầm xe, cái bánh xe ấy, nó đường kính nó to hoặc nó nhỏ hơn bình thường, hoặc là anh em có thể là mày nói thế này sâu hơn một tí, anh em bơm quá căng, bơm căng thì nó cũng sẽ nở ra không đúng thông số ấy của bơm lốp ấy, cần lốp ấy, rồi nó bị lệch cái sự đồng tốc giữa cầu trước và cầu sau đi, vì là đường kính nó thay đổi mà, nên là bánh xe trước bánh xe sau nó không còn 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 chạy ở một cái cự ly nhất định trên 1 mét này đấy, nó không còn chạy trên một cái cự ly nhất định đường tương đồng với nhau để không bị xô nhau. Thì cái cầu trước nó sẽ là cái yếu nhất, yếu hơn cầu sau nó sẽ bị bẻ, nó bị quá tải và dần dần nó sẽ hỏng. Đó là cái thứ hai là bánh xe. Cái thứ ba là người dùng. Thì người dùng thì nó có hai yếu tố. Một là chúng ta dùng nhưng mà chỉ biết dùng thôi, không biết bảo dưỡng, thay nhớt thay ấy quá quá là lâu mới thay. Thì quá là lâu mới thay thì nó quá là lâu bảo dưỡng thì nó sinh ra một vấn đề là cái cầu trước nó không có lọc, nhớt cầu trước nó không có lọc, nên là mạt nó ra, bất cứ cái gì nó cũng chạy trong ma sát, nó có mạt to nhỏ không biết nhưng có sẽ có mạt, nhưng mà mạt nó ra nó không được lọc, nó giữ lại và nó bắt đầu nó có thành bột như thế, và nó cứ mài mãi ở trong cái môi trường nhớt, nó tốc độ mài nó nhanh lên thì nó sẽ làm cầu trước của chúng ta nhanh mòn và nhanh hỏng. Đó là lười thay nhớt, lười bảo dưỡng, lười điều chỉnh những cái độ dơ của cầu, không ạ, độ dơ của vi sai, độ dơ của cái trục bánh răng, vành chậu, cùi thơm quả dứa và vành chậu, thì nó dơ dảo rồi, vi sai dơ dảo rồi thì mà anh em biết dơ dảo thì nó va đập, mà va đập thì nó nhanh hỏng thôi. Đó, và cái phần thứ hai của người sử dụng đó là sử dụng cầu trước vô tội vạ, sử dụng cầu trước mà mọi lúc mọi nơi, sử dụng cầu trước không biết tiết kiệm. Phải nói người ta sản xuất ra tất nhiên là để mình dùng, nhưng mà không phải lúc nào dùng cũng được, mà chỉ dùng trong các trường hợp cần thiết. Ví dụ như mà đi nặng thì chúng ta dùng cầu trước, nhưng mà chúng ta đi trên đường mà chúng ta cũng đóng cầu trước, chúng ta chạy phà phà thì cầu trước không được mấy, bởi vì cái cầu trước nó nhỏ và cái bánh răng lại to, nên là cái môi trường có nghĩa là cái nó chạy trong cái hộp nhỏ quá, nên là nó nóng, tốc độ nó cao quá nó sẽ nóng thì nó nhanh hỏng, rồi nó đẩy nhau giữa cầu trước và cầu sau, nó có không có sự tương đồng tuyệt đối đâu, thì nó đẩy nhau và nó nhanh hỏng, nó bị bẻ nhau, khóa nhau đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta dùng cầu trước quá nhiều do là làm ở chỗ quá nặng, lúc chỗ nào cũng nặng và chỗ nào cũng cần đóng cầu trước. Anh em cứ để ý là những anh em mà dùng máy tốt đấy, người ta ít khi đã dùng cầu trước lắm, chỉ lúc cần thôi. Thì nó sẽ sinh ra một cái câu chuyện thế này, anh em sẽ chỉnh nông cụ cày sới hoặc là các cái đặc biệt là cày, thì anh em sẽ chỉnh nó chuẩn hơn, dùng cái cày nó phù hợp hơn và đi ít dùng cầu trước hơn, thì cầu trước nó sẽ bền thôi. Đó.
chỉ dùng những lúc mà thật sự cần phải sâu, thật sự phải khỏe, hoặc thật sự đường trơn rồi, rồi cái nhớt cũng như là cái mặt ruộng nó không được bám tốt thì mới dùng cầu trước nhiều. Thì thưa anh em là đó là cái nguyên nhân gây ra cái việc là hỏng cầu trước. Cho nó đi đi, cho nó đi đi. Rồi xin chào ABC, ABC. Anh cho em hỏi con máy 4508 Thái, em vào số 2 ra số rất nặng, còn 123 thì nhẹ, là số 2 bị kẹt gì anh? Em cảm ơn. À, con máy 4508 ấy thì cái số 2 mà nó ra số nó rất nặng ấy, và cơ bản là nó bị kẹt cái gì, thì thưa bạn là cái bánh răng số 2, cái bánh răng trung gian ấy, số 2 là nó thường là nó khớp với cả bánh răng chuyển động da trục BDO đấy, mà nhớ không nhầm là như vậy, nó khớp với cả bánh răng chuyển động da trục BDO. Thì cái chỗ đấy là cái bánh răng số 2 nó làm việc nhiều nhất của cái bánh răng trung gian, chứ không phải bánh răng số đâu nha, không phải bánh răng chuyển số đâu nha. Thì cái bánh răng số 2 nó làm việc nhiều nhất, nên là đâu đó nó sẽ có một cái sự hao mòn lớn nhất, cũng như là cái độ dơ trục nó nhiều nhất sau một thời gian dài. Thì mày nghĩ là không có kẹt gì nhiều đâu, mà chia ra nó thành hai vấn đề. Thứ nhất là cái càng cua của cái số 2 ở vị trí đấy nó hơi bị nặng ở cái càng cua, hoặc là hơi bị nặng càng cua, hoặc là bánh răng số 2 của bạn bắt đầu có hiện tượng dơ dáo trên cả răng và trên cả trục. Thì cái này thì bạn nên mở cái nắp số ra, mở cái nắp số ra đó, sau đó mở cái nắp số ra, sau đó bạn thử lách các cái cửa số của cái số 2 đấy, xem là cái càng cua nó có nặng không cái đã bạn nhé, thì bạn mới có thể biết được chính xác cái lỗi nó nằm ở đâu. Thì mở cái dỡ cái nắp cửa sổ ra thì dỡ ngay ở dưới chỗ cái bảng của ghế ngồi thôi, ở dưới dưới cái bảng của ghế dưới chân của bạn thôi. Mở cái nắp bưởng ra và có cái nắp cửa sổ đấy, không cần phải 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 gioăng, chỉ cần bôi keo là được. Thì bạn nên mở cái nắp cửa sổ để kiểm tra ngay cái đó. Bạn ABC ABC nhé, mở nắp cửa sổ ra và lấy các cái số 2 đấy, xem là bánh răng nó có bắt đầu nó dơ dáo. Dơ dáo thì cái trục mà nó dơ dáo ấy thì bánh răng nó bắt đầu gần khít vào, nó đè sát chân của chân răng ấy, thì nó làm cho cái bánh răng của bạn nó, cái cửa sổ đấy nó sẽ nặng hơn, nó khó ra hơn là như vậy. Rồi xin chào Từ Đặng, mình hỏi máy cày chạy nhớt 50W có tốt không? À, các cái máy nông nghiệp ấy nói chung là thường bạn thấy là các cái nhà sản xuất người ta quy chuẩn là 40W trừ 15 thì sẽ chuẩn hơn, sẽ chuẩn hơn. Còn 50W thì nó hơi nặng, hơi hơi đặc, tất nhiên vẫn được nhưng hơi đặc. Rồi, xin chào Diễn Phương, L122 à, xin lỗi, L2201 chạy rất nhanh nóng máy, em thay két nước rồi mà vẫn nóng, để qua đêm khi mở nắp két nước thấy phì hơi là hở dòng khí lát phải không anh? Một tin buồn là với bạn là nó đã hở dòng khí lát, nó đã hở dòng khí lát. Một tin rất buồn là đã hở trong khí lát nhé bạn nhé. Hở trong khí lát thì nó mới mới lúc mà nguội ấy,
lúc nóng thì máy nào cũng phì thôi, nhưng mà lúc nguội mà còn phì thì chắc chắn là hở dòng khí lại thì hơi nó mới nén vào. Bạn cái này bạn phải làm lại dòng chắc chắn luôn. Xin chào Diễn Phương, có dòng quy lát gửi em một cái. Từ bạn nói từ bạn quyết định luôn rồi đúng không? Cái dòng quy lát này thì mình không có, bạn có thể đi đập cũng được, nhưng mà đi đập dòng quy lát đấy mạnh. Có một lời khuyên cho những anh em mà làm hơi mà đi đập dòng quy lát, nếu được thì anh em nên chọn cái dòng mỏng mỏng nhất có thể, là tối thiểu là một, gọi là mỏng nhất thì khoảng 1,1 ly. Nếu có nha, mình nói là nếu có thì chưa chắc anh em chỗ cửa hàng đập dòng đã có, nhưng mà mỏng nhất có thể nếu như được chọn, còn nếu không được chọn thì mày không nói. Ví dụ cái cửa hàng đấy chỉ có một cỡ đấy, một cỡ chiều dày dòng này thì chúng ta phải chấp nhận, nhưng mà chúng ta có cơ hội tìm được cái dòng mỏng hơn thì chúng ta tìm cái dòng mỏng nhất có thể, mà càng gần đến 1,1 thì càng tốt anh em nhé. Và làm cái mặt mặt khi mà anh em thay dòng cái lát thì cố gắng già cái mặt máy đi, già cái mặt máy cũng như là cái mặt lốc đi thì nó sẽ đạt cái hiệu suất cao hơn. Rồi xin chào Phạm Hải, có bích chia nhớt của máy 6040 chưa anh? Phạm Hải ơi, 6040 thì dùng cái này đi, dùng cái này là hay nhất, dùng cái van ba cửa này là hay nhất. Mạnh đã xử lý cho máy 6040 cái loại van ba cửa này để làm gì, để lắp thêm xi lanh. Ví dụ như máy 6040 đang có một xi lanh, một cái cửa thôi, hai một cặp cửa để cho ben ủi. Thường là anh em hay lắp cho ben ủi. Này, bây giờ anh em muốn lắp thêm cái tăng đơ sau hoặc là cái ben nghiêng thì anh em lắp hai cái van này, hai cái van hai cửa này đấy, hai cái van này đây, anh em lắp thêm hai cái van này là hay nhất. Thì hai cái van này sẽ giải quyết cho chúng ta là chúng ta khi mà dùng ủi thì chúng ta vặn phát, đúng không ạ? Khi dùng ủi thì chúng ta vặn vặn sang một bên đấy, chúng ta bẻ sang một bên, bẻ hai cái van qua một cái cửa vuông góc. Rồi khi mà chúng ta dùng tăng đơ thì chúng ta bẻ sang một bên thì nó sẽ hướng cái dòng nhớt đi sang bên này hoặc đi sang bên này, đi sang mũi hoặc đi sang xi lanh, thì nó thao tác nó hơi hơi thêm một chút thao tác, nhưng mà nó sẽ làm cho cái máy của chúng ta nó tác dụng nó cao hơn đấy, nó sẽ làm cho cái máy tác dụng nó sử dụng hệ thống thủy lực nó tốt hơn, thì và cái chi phí nó cũng nhỏ hơn, mà nó không làm nhà làm nhằng. Còn làm cái mặt bích cho máy 6040 thì theo với bạn là mình chưa làm cái mặt bích cháy được, vì là nó có quá ít nên là gia công nó cũng hơi lằng nhằng đấy, suy ra là cái chi phí gia công nó rất là lớn mà nó cũng không đáng phải như vậy so với cái nhu cầu của anh em. Chính vì thế nên là mày nghĩ là bạn nên thử dùng cái van này, cái van à cửa này, chuyển cửa này để dùng cho cái xi lanh mà bạn có nhu cầu, thì nó hơi mất công là mở hai cái tay van này cái là dùng được luôn. Đây là van chuyên về thủy lực nhé, chuyển cửa thủy lực. Rồi có thể là đây là một cách mình thấy nó hợp lý hay và tiết kiệm, cũng như là không cần phải tháo dỡ gì trong cái hệ thống van của máy cả, và cũng không phải lắp thêm van, tiết kiệm được một mớ tiền đấy. Rồi xin chào Tuyến Trần, anh Mạnh cho em hỏi máy DC70 lúc làm việc nâng hàm cắt hoặc ép lái rẽ trái
hoặc phải nó kêu kẹt kẹt kẹt. Kêu khẹt 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 à. Nâng hàm cắt một ép lái à, cái này nó giống như là cái van xả áp của cái bơm ở đằng sau động cơ ấy, bơm đằng sau động cơ của bạn nó đang bắt đầu phát ra cái tiếng kêu. Thì đó là tiếng kêu của cái bơm đằng sau. Nó có hai vấn đề, nó có hai vấn đề nhé. Một là có thể là bạn phải làm vệ sinh cái lọc ở dưới, ở trong cái thùng nhớt, cái lọc ở trong thùng nhớt. Hai là bắt đầu cái bơm nó có sự dơ dảo, cái bơm nhông ở đằng sau của động cơ của bạn ấy. Nhiều nhiều anh em là hiểu nhầm là cái HST là nó nâng hạ, không phải đâu nha. Cái bơm ở đằng sau của động cơ ấy là nó bắt đầu có hiện tượng dơ dảo, là phải chú ý đến nó. Và ít nhất là lọc, là phải thông lọc ở trong thùng dầu, ở sau lưng thùng dầu nó có một cái đường ống to, sau nó có một cái cổ nó bắt lọc vào đấy, nằm ở trong thùng dầu đấy. Bạn phải tháo vệ sinh theo nó sạch sẽ, không nó thiếu nhất nó cũng như thế, nó tắc lọc nó cũng như thế nhé, lọc trong thùng dầu ấy nhé. Rồi, xin chào Phan Khải Mạnh, cho mình hỏi DC70. Mình một bên hướng quay lầy thì ăn, quay ruộng trơ thì không ăn, hướng bị sao vậy, cảm ơn. Cái này của anh thường là nó bố hướng kém, bố hướng kém anh nhé, thường thì bố hướng kém nên là nó mới làm cho cái việc là lầy thì ăn, bởi vì lầy nó trơn mà, xích nó trơn thì nó phanh chết được. Còn lúc mà nó nhiều 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 cái vố xích nó cắm xuống ấy, nó khó phá bùn ấy, thì nó nặng nó không ăn, thì đó thường là do bố hướng. Tại sao mình nói do bố hướng? Thế nhiều anh em nói là thủy lực nó đạp xuống nó kém thì sao? Thế thưa anh em là thủy lực nó đạp xuống ấy, nó sẽ bị cả hai bên. Nếu như mà cái cần tăng áp thủy lực ấy, nó ấn kém ấy, thì nó sẽ bị hai bên, nó không bị một bên. Rồi, xin chào Pukasin, lâu lắm mới gặp Pukasin. Anh có máy tăng đơ SR50, lái hoài cứ rẽ hướng là nó đứng im, còn đi thẳng bình thường là sao? Đó là bơm HDT của anh yếu. Đó là bơm HDT của anh yếu. Anh phải khắc phục lại bơm HDT đi. Xin chào Đạt Võ Tuấn. Theo anh Mạnh, hạ bu ly 1:25 lên bánh chín chạy nhanh bằng DC93 không? Không, không bằng DC93 được. Hai cái đó khác nhau. Hai cái bơm đó công suất khác nhau, không chạy bằng được đâu. Xin chào Ánh Hoàng. Chúc em và gia đình vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn anh Ánh Hoàng rất là nhiều. Rồi, xin chào anh Tuấn Đoàn. Bên mình có bán đồng hồ đo bơm không? Có, mình có các cái đồng hồ đo áp, co gen, CTO, thủy lực, đo áp đầy đủ anh nhé. Em làm nhiều video để bọn anh mở rộng thì cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Nhâm Nguyễn cho một can nhất 5 lít. Rồi anh Nhâm Nguyễn này, anh có thể vào website kỹ thuật máy.vn anh đặt hàng nhé. Xin chào Hiển Nguyễn. Cho hỏi máy Yamaha 32 ra nhiều khói đen, lọc gió, lá sạch, lọc dầu làm sạch, nguyên nhân là sao? Nếu như mà ra nhiều khói đen, lọc gió sạch, lọc dầu sạch thì chỉ còn động cơ hơi và xúc bắp thôi, hơi và xúc bắp kém, động cơ nó thiếu gió, nó nén kém thì nó ra khói đen, yếu máy ra khói đen. Hoặc nếu như mà động cơ anh thấy vẫn khỏe, không hao nhớt đấy, không nóng máy mà vẫn ra khói đen thường xuyên và liên tục thì kim phun nó bẩn,
đầu kim phun ấy nó bẩn nên nó mới ra khói đen anh nhá. Thế anh chỉ tháo ra vệ sinh kim phun là được, đầu kim phun thôi. Nàng Vi thông báo cho lại ánh hoàng nó lại giống bữa lộ là sao? Hoàng Văn chúc anh nhiều sức khỏe. Xin chào Lực Ngô L126, có làm được Benty nghiêng không chú mày? Được. Đây ạ, cái L126 là cái mặt bích này. Là vừa với L126 anh nhé. 390.000 một cái mặt bích và hai cái core gen này lắp vào cái mặt bích luôn. Là có 390.000 thôi ạ. Đã bao gồm phí vận chuyển đấy nhá. Rồi, xin chào rủ nhau vào buổi 5018 cày chảo bao nhiêu hợp lý ạ? Cày đường kính 56 và 6 chảo. Hoặc có thể lên 7 chảo. Xin chào lợi lợi lợi, máy cày Kubota 4202 chạy chậm, làm sao để chạy nhanh hơn? Nếu như mà chạy chậm mà vẫn khỏe thì không có cách gì để chạy nhanh hơn. Bởi vì là số người ta thiết kế thế rồi. Đấy, mày nói chạy chậm vẫn khỏe để tránh trường hợp là nó trượt côn. Nếu trượt côn thì nó sẽ chạy chậm, chạy nó sẽ chậm đi. Nhưng mà động cơ nó không tụt, nó không ỉ thì đó là trượt côn, nhưng mà động cơ nó vẫn thoát, rồi máy nó vẫn thoát theo, thì do thiết kế của hộp số nên là cái tốc độ cao nó chậm thôi. Rồi mạnh xin phép là trả lời thêm hai câu hỏi của anh em nữa. Là Huy Phạm, máy cày L1275 của em không nâng được van thủy lực, dàn cày chảo phía sau máy, em tháo kiểm tra thấy bơm thủy lực vẫn lên dầu, vậy em có cần tháo rùa để kiểm tra không ạ? Cần tháo rùa, kiểm tra vệ sinh sạch sẽ lõi và cái van ở trong hộp rùa đấy, thì nó mới ra được chuyện bạn ạ. Nó mới chốt được cái lỗi đấy. Rồi, xin chào Hà Long. Anh Mạnh, máy Isuki TA337 của em kéo nặng về số lùi, sao nó lại nấy lại vậy anh? Rồi là kéo nặng về số lùi sao nó lại... Cái này câu này mình chưa hiểu ý của bạn Hà Long ơi. Rồi mình xin phép câu hỏi của Hoài Phạm nhé. Máy em lắp cày nâng ben hết cỡ để quên qua đêm, sáng thấy nó tụt xuống một tí, nổ máy nó lại nâng lên như cũ, thì do bơm kém hay bị sao? Cái này là do xi lanh chứ không phải là do bơm. Xi lanh hoặc do van không hề liên quan đến bơm, không hề liên quan đến bơm, mà một là xi lanh hay là van, gọi là do xi lanh ấy, do piston, hai là van kém thôi. Nhưng mà thế này thì vẫn bình thường. Mình thấy đối nếu như mà máy cũ thì nó cũng không quá để chúng ta phải vội vàng xử lý. Nhưng mà nếu như mà bạn muốn kiểm tra do xi lanh hay là do van thì bạn chỉ cần khóa cái van dưới ghế ngồi lại. Nếu như mai nó không tụt thì 100% là do van đang có vấn đề. Đó. Bạn nhá, còn xi lanh không vấn đề gì cả. Rồi nếu như nó tụt thì có thể là do xi lanh kém. Rồi xin chào anh Long Nguyễn. À đây rồi, có một người nói về máy Việt máy Thái rồi. Ôi giời ơi, máy Việt nhẹ sát chạy lướt, máy Thái cứng chắc nặng đầm, khung sườn thì ít nhẹ nứt. 2017 máy Việt nhẹ nứt vách, máy Thái để nứt vách khó lắm. Tóm lại máy Pro bây giờ như con máy tàu. Đang hiện có một cái bình luận, rất là hiểu biết và hơi chát nhưng mà cũng thật. Nói chung là hơi chát nhưng mà thật. Vậy đọc lại nhé. Ôi giời ơi, máy Việt nhẹ sát lướt máy, máy Thái cứng chắc nặng đầm, khung sườn ít nhẹ nứt,
Mãi 2017, Việt nhà nứt vách, máy thái để nứt vách khó lắm. Tóm lại, máy Pro bây giờ như con máy thầu. Anh đang bình luận máy 2017, anh nhảy một phát lên máy 2022. Anh chơi thế thì ai chơi lại được, không ạ? Rồi, cảm ơn bình luận của anh của anh Long Nguyễn rất là nhiều. Rồi, nàng Vi, so sánh máy cày 351 với máy cày John Deere 5040, máy nào tốt nhất, bền đa năng, làm được nhiều loại việc? Tất nhiên là 351 là bền, nói bền hơn thì mạnh chưa nói, nhưng mà đa năng, làm được nhiều việc và công suất cao hơn, làm được việc nặng hơn, xới tốt hơn, làm dụng nước tốt hơn, rồi công suất cao hơn, làm nhanh hơn, thì còn độ bền thì mình chưa so sánh hai cái thằng này. Vì hai thằng này, một thằng của Nhật thì một thằng của Mỹ đó, một thằng của Nhật một thằng của Mỹ. Một thằng thì nhìn con 5040 nó như là cái nồi đồng cuối đá, nhưng mà nó to quá, nặng quá thì nó ít phù hợp cho dụng nước. Nói chung là anh em nào mà có suy nghĩ là tính toán để mua 5040 cho dùng nước thì nên cân nhắc kỹ, nên cân nhắc thật kỹ đó, để đưa ra lựa chọn cho nó tốt. Nếu như mua đi cày thì ok, còn mua cho dùng nước và đa năng công việc thì anh em phải xét kỹ. Nếu như mà nói về sới ép luống thì không tài nào bằng 351 được, vì là cái thiết kế số của con 5040 và bề rộng của nó quá rộng, số thì đi nhanh quá nên là sới nó cũng bị xuống, nó không đạt cái độ mịn được, cũng như là ép luống cao là nó không ép được vì nó nặng nhé, đi nhanh thì nó nặng. Rồi, và nếu như bạn đang cân nhắc giữa 351 và 5040 và hỏi mình là nên chơi cái nào để tốt đa năng và làm được nhiều việc thì mình trả lời luôn là 357 bạn nhé. Rồi, còn nhiều câu hỏi lắm. À, còn có vài câu hỏi thôi. Anh em cố gắng ngồi với mình chút nữa để mình trả lời nốt, đọc nốt cho những anh em còn lại. Mọi người bên mình có cài HD 7 chảo không? À, bên mình thì thi thoảng nó có cái 7 chảo, ít khi dùng 7 chảo lắm anh ạ. 6 chảo thôi, còn 7 chảo thì vẫn có nhưng ít lắm. Rồi, xin chào đam mê chăn nuôi. À, Hùng. À, lâu lắm mới gặp Hùng nhé. À, anh mạnh cho em hỏi thủy lực có ảnh hưởng đến trục VTO không anh? Không ảnh hưởng. Nhớ như là con máy của Hùng là 5045 là thủy lực thì không liên quan đến VTO nhé, VTO là cơ hết. Sao giờ ép phay nhẹ mà nó không quay được anh? Nếu như mà Hùng mà ép phay nhẹ mà không quay được thì Hùng phải chỉnh ngay cái tay đóng sới này này. Cái tay đóng sới của Hùng ấy là nó đang dơ nhiều quá, nó đang dơ dảo nhiều quá, nên là cái hành trình để đóng cho cái cô nó ép vào nhau. Cái máy của Hùng là 5045 nhé, là khi mà đóng sới là cái côn nó sẽ thả, nó ép vào nhau, nhưng mà cái tay đóng mà nó dơ dảo nhiều, có nghĩa là cái độ lắc không ấy nó chỉ khoảng 2/6 đến 2/2, có nghĩa là cầm này lắc nhẹ thì cái khoảng hở giữa cái rãnh ấy, giữa cái tay này và cái rãnh ở dưới ấy, nó chỉ có 1/6 đến 2/2 là hết dơ, là bắt đầu là nặng đóng xuống thì côn nó mới ép lại được. Và đừng để cái tình trạng là ép nhẹ mà trục sới không quay, mà để lâu là côn nó hỏng nhanh lắm Hùng nhá. Đó là do là nó dơ quá, nó đâm ra là mình ép nhưng nó chưa tới nơi, nó chưa thả hết, nó chưa ép căng cái côn lại với nhau nên nó hờ này, nên nó đóng nhẹ cái nó xoa. Thì nếu như để như thế, giống như cái người mà lái máy mà cứ hay âm côn ấy, cứ hay giả côn nhiều ấy, thì cái côn nó nhanh hỏng. Thì trường hợp của máy của Hùng cũng như vậy, nên là
em phải chỉnh ngay cái tăng đơ của cái đóng côn sới bằng cơ đấy, cho nó ít dơ dáo nhất. Nó vẫn dơ khoảng 1/6 đến 2 phân so với cái rãnh này, so với cái rãnh đầu tiên mình gạt ra một cái xong rồi đóng xuống ấy. Cái khe rãnh này nó chỉ dơ khoảng 1/6 đến 2 phân thôi. Làm ngay nhá Hùng nhá, có cái tăng đơ ở dưới ấy. Ôi, cái của mình đang hết pin đấy chứ nhỉ? À rồi, cái của mạnh xin lỗi anh em là nó có hiện tượng là hình. Rồi xin chào Đào Minh, có dây 59 Hàn Quốc không? Mạnh ơi, mạnh không có cái dây đấy nha. Phi diệp hộp số máy DC70 chạy nhất thủy lực được nhưng em đổ vào chạy không biết sớm, nhưng em đổ vào chạy em không biết sớm thì tan hộp số, vừa nóng bơm vừa nóng hộp số. Cái nhất hộp số của DC70 là chạy nhất thủy lực hộp số nhé, giống như là nhớt trong cái thùng thủy lực của bạn ấy. Còn nếu như mà bạn đổ mình nhớt thủy lực không là không được, nếu như mà nhớt thủy lực của máy xúc là không đúng, và phải là cái nhớt thủy lực hộp số mà theo tiêu chuẩn ấy, là đổ trong cái thùng nhớt của bạn bạn nhé. Còn nếu bạn nói là nhớt thủy lực không thì cũng không nên, nhớt thủy lực không thì cũng tạm được thôi nhưng không nên. Rồi bạn xem lại cái nhớt thủy lực của bạn là loại gì, chứ không có chuyện là bạn đổ nhớt thủy lực không nóng bơm nóng số là không đúng đâu. Bạn xem lại cái chất lượng nhớt đấy, chứ mà anh cũng không không phải là nói đại đâu nha. Nhiều là đa số là đã làm như thế lâu nay rồi, là đó là theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất luôn đấy, chứ mà anh không 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 cãi lại nhà sản xuất đâu. Rồi Quang Huy, TL3700 đổ turbo anh chỉ em cách đấu đường nhớt và đường nhớt ra đi anh. Nếu như mà bạn không tìm được đường nhớt thì bạn đấu cút chữ T vào cái cảm biến nhớt, đấu cút chữ T vào cảm biến nhớt đưa đưa lên bạn nhé. Của em 5 phân rồi anh, chỉnh luôn đi. Có cái thanh tăng đơ gen ở dưới em chỉnh là được, có thanh tăng đơ gen ở dưới rồi. Chỉnh luôn nhé, có thanh. Hùng em cứ đóng cái tay đóng đấy và cúi xuống xem nó cái thanh nào nó di chuyển theo thì em tăng đơ cái gen đấy, cái thanh đấy là được. Giờ của em 5 phân rồi, chính sao anh ơi, em đang làm mà phải dừng lại hỏi anh luôn. Rồi cảm ơn Hùng. Kiên Lê, anh ơi anh có bán cầu lên xuống ruộng không? Có bạn ơi, bạn gọi vào số điện thoại 0343 672789, 0343 672789 để mua cái cầu lên xuống ruộng nha. Và câu hỏi cuối cùng của Linh Cô Te 1988, cho em hỏi máy gặt DC70 của em hao nước và nhiệt nhanh lên cao, lý do gì anh nhỉ? Hao nước và nhiệt nhanh lên cao thì một là nắp cái nước kém, hai là bị két nước, rồi cánh quạt, rồi thông gió cái nước kém, và nặng hơn, nếu nặng hơn thì sẽ bị thổi gioăng. Thì bạn phải kiểm tra thổi gioăng trước bằng cách tháo cái dây cura và gió ra, mở nắp cái nước nổ máy lúc nguội. Nếu như nước nó dâng trào lên hoặc là nó sủi tăm lên là chắc chắn là thổi gioăng rồi, thì bạn phải xử lý. Còn nếu không nước nó vẫn im lặng thì bạn nên thông két nước, rồi thông bên ngoài thông gió, rồi quạt, rồi dây cura phải tăng, và lọc gió cũng phải thông thì nó sẽ giảm đi. Và đó là cái cách để làm cho cái máy DC70 của bạn ít nóng hơn. Và nhớ là không có gì ngoài chuyện kiểm soát nhiệt, và nhiệt nó sẽ làm cho cái máy nó toàn bất cứ khi nào. Cũng như là bạn nếu được thì cố gắng lắp cái đồng hồ nhiệt như thế này để biết được cái nhiệt nó đang là bao nhiêu, hay là nó là chừng chừng, hay là nóng quá rồi mà chúng ta không biết. Thì hy vọng là bạn sẽ giải quyết được cái máy của bạn đỡ nóng. Mạnh cứ nghe máy nào nóng là sốt sình sịch là lo lắm, là anh em cần phải chú ý. Rồi, nàng Vi máy cày 351 đóng thùng có chở được
con máy xúc 550 chở được nhá bạn nhá, chở ok. Và chúc cho anh em dùng máy máy khỏe, người khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao, dùng máy xui soát mát mẻ. Xin cảm ơn anh em đã cho những nút like, đã gửi câu hỏi và đặc biệt là đã tin tưởng và nghe những lời tư vấn của Mạnh, cũng như là dùng các cái sản phẩm của KTM để tăng hiệu quả của máy móc. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em vào 8:30 tối thứ sáu hàng tuần, anh em nhớ là tối thứ sáu hàng tuần nhé. Tối thứ sáu thì đâu đó sẽ có nhiều thời gian hơn và hợp lý hơn cho anh em, mình thấy là như vậy. Chúc anh em buổi buổi tối buổi ngon, mình xin phép được dừng video tại đây.